Hello, xin chào các bạn, lại là mình Thiện Hoàng đây. Vậy nước hoa designer là gì và nước hoa niche là gì? Thì nước hoa designer là những chai nước hoa đến từ những thương hiệu không chỉ sản xuất nước hoa mà còn sản xuất quần áo, giày dép, đồng hồ, các phụ kiện vân vân và vân vân. Thì Versace từ Ý là designer. YSL của Pháp là designer. Montblanc của Pháp là nước hoa designer. Dior designer. Tom Ford từ Mỹ, designer. Chanel từ Pháp, designer. Đặc điểm của nước hoa designer, thứ nhất, mùi hương thiên hướng định mũi người dùng. Thứ hai, giá cả phải chăng, dao động ở tầm từ 20 euro đến 200 euro. Thứ ba là dễ tiếp xúc, dễ trải nghiệm, dễ mua và dễ đụng hàng. Vậy, nước hoa niche là gì? Nước hoa niche là những chai nước hoa đến từ những thương hiệu chỉ sản xuất nước hoa, không sản xuất gì khác, chỉ sản xuất nước hoa thôi. Ví dụ, Parfum de Mali của Pháp, Amorph của Trung Đông, rồi Nichen của Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi Maison Francis Cajon của Pháp. Đặc điểm của nước hoa niche, nhất, mùi hương độc bản, không đụng hàng, trong một vài trường hợp thì nó hơi khó ngửi. Thứ hai là giá cả mắc, đắt, dao động khoảng tầm từ 100 euro đến cả nghìn euro có luôn. Thứ ba là không dễ dàng tiếp cận để mua và trải nghiệm vì nó không bán rộng rãi như nước hoa designer. Nhưng có trường hợp ngoại lệ nha, ví dụ Tom Ford là nước hoa designer, nhưng giá của Tom Ford nó cũng trên trời 200, 300, 400, 500 euro luôn. Ngược lại thì Amorph là nước hoa niche nhưng lại bán giá designer. Những chai như này thì khoảng tầm từ 50 euro quay đầu thôi. Cảm ơn các bạn đã coi video này, và nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy like, share, subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. A pizza.